Chân khí trong một cái nhà thì nó chia thành hai yếu tố. Trước hết là cái chân khí đối với cả cái căn nhà đó, phải chọn được cái nhà nó phù hợp với cả cái hướng của mình đó. Đúng không ạ? Nhân gian thì có nhiều cách lựa chọn, nhưng mà về cơ bản là cách lựa chọn, ví dụ sử dụng bát trạch minh kính chẳng hạn đi, thì là chúng ta chọn được cách hướng là đông trạch và tây trạch, thì cái tỷ lệ hợp hướng của anh chị là 50%. Thì với cái tỷ lệ 50-50 như vậy thì là nó không có đảm bảo được tính chính xác. Cho nên phong thủy Thái Nguyên không có lựa chọn phương pháp mà chọn hướng nhà theo bát trạch minh cảnh, mà phong thủy Thái Nguyên sử dụng cái phương pháp định long của Tam Hợp Phái. Khi định long Tam Hợp Phái thì mỗi một người một tuổi thì chỉ hợp được khoảng tối đa là hai hướng, còn không thì chọn được cái hướng duy nhất. Ngoài cái việc mà cái kết hợp cái mạch đất hợp, mạch hợp tuổi ra, thì chúng tôi còn phải kết hợp cả yếu tố long vận và thủy vận của đại cục để xem là với cái tổng thể, với cái vận mạch đó thì chúng ta loại trừ đi một số trường hợp. Cho nên là cái việc chọn được hướng nhà là cái việc rất là quan trọng. Yếu tố thứ hai là yếu tố nhân khí, đó là cái tính hòa hợp của cái người trong gia đình với nhau. Nếu như mà trong căn nhà mà các cái tuổi mà nó cũng xung hình phá hại với nhau thì chắc chắn thì nó sẽ gây ra cái sự nhiễu loạn về khí. Bản thân cái sự nhiễu loạn về khí này nó sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến cái khí ở trong cái căn nhà của anh chị. Nếu như mà những người ở trong nhà mà rơi vào các tuổi quý nhân lộc mã, tức là thần tài, là quý nhân, là những người tuổi hợp, tam hợp, nhị hợp hay ngũ hợp, thì cái hợp khí này sẽ kích hoạt cái sinh khí trong nhà của chúng ta, nó trở nên vượng hơn rất nhiều. Trong nhà thì chúng ta phải luôn luôn giữ một cái trạng thái là vui vẻ, đúng không ạ? Chúng ta thật là vui vẻ, lúc nào cũng cởi mở chia sẻ và lúc nào cũng cười tươi, thì cái phần đó nó tạo ra cái cát khí. Cái cát khí trong gia đình ở đây tôi muốn nói đến đó là cái sự đoàn kết, đó là vui vẻ, đó là tiếng cười đùa của trẻ con, đúng không ạ? Đó là những cái lời nói yêu thương trong gia đình. Cái chuyện này nó gọi là cái nhân khí, và nhân khí này nó sẽ kích hoạt cho phong thủy để đem lại cái may mắn và đem lại cái tài vượng cho cái căn nhà của anh chị.